đặt thịt lợn đã muối vào hủ tiêu, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, sau khi hấp sẽ có xúc xích thơm ngon và hấp dẫn. Thịt mềm mịn, hương vị ngọt ngào tràn đầy miệng, chỉ cần vài bước đơn giản. Trước hết, chọn loại thịt ba chỉ để làm xúc xích. Cắt chúng thành từng lát nhỏ và mỏng để khi xúc xích làm ra không bị khô, cứng và khó ăn. Thịt béo và thịt nguyên nên được cắt thành từng lát mỏng, không nên thắt chung để xúc xích khi đứng ra sẽ khó tiết ra dầu và dẫn đến xúc xích sẽ bị khô. Sau đó, hòa với nước cường tươi, muối, đường trắng, bột tiêu, ít đệ, và một ít bột màu, thêm xì dầu, và một ít rượu trắng để khử mù tanh. Khi đã trộn đều gia vị, bọc lại bằng màng mộc thực phẩm và đặt trong tủ lạnh qua đêm. Trong bát trống, đặt sẵn lớp xúc xích và thêm một ít bột nở. Bạn có thể sử dụng vỏ collagen để thay thế. Sau đó, đổ thịt đã muối vào lớp xúc xích. Nếu không có hủ tiêu, bạn có thể sử dụng chai nước uống thay thế. Sử dụng tâm que để xiên các lỗ thoát khí và sau mỗi 20 cm đặt một nút. Giống như tôi, bạn có thể mang ra để phơi nắng trong khoảng 2 ngày, sau đó đặt vào nồi hấp và hấp trong nửa tiếng là có thể thưởng thức xúc xích thơm ngon. Vậy là bạn đã làm ra món xúc xích đơn giản có thịt mềm và không bị béo nếu thích bạn hãy theo dõi tôi để thực đơn nhà bạn trở nên phong phú